phấn nền trang điểm dưỡng ẩm và kiềm dầu Nagit thì với trọng lượng là 12g, chúng ta sẽ sử dụng được 5 đến 6 tháng. Hàng chính hãng có giá 855.000 đồng, xuất xứ từ Nhật Bản. Thì sản phẩm sẽ thích hợp cho làn da dầu, là loại phấn trang điểm siêu mỏng, sẽ che phủ đi những khuyết điểm hoàn hảo, duy trì độ ẩm cho da, đồng thời sẽ kiềm dầu cho da, chống nắng, bảo vệ da tránh khỏi các tác động từ môi trường. Thì đối với sản phẩm này là dạng phấn nén, có tặng kèm thêm một bông mút bằng chất liệu vải cho chúng ta sử dụng. Thì sau khi đã sử dụng xong lớp lót trang điểm, ta sẽ dùng bông phấn lấy sản phẩm, rồi sẽ lăn nhẹ lên toàn bộ khuôn mặt cho đến khi đều màu da. Thì đối với sản phẩm này thì khi sử dụng ta sẽ được tông màu da rất là tự nhiên.